Theo kết luận điều tra, mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này. Với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân, cá nhân, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các bị can và nhân sự cấp cao tại SCB đã tuân thủ theo chỉ đạo của bà Lan, ký hợp thức hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát của người phụ nữ này. Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB. Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân, pháp nhân để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Nhóm cán bộ, lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn, bất chấp các quy định pháp luật. Tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó chuyển lòng vòng trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả của điều tra đã xác định rằng có 1.284 khoản vay với hơn 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân. Quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe, và Trần Thị Hoàng Nguyên, trợ lý của bà Lan, cho thấy từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan.